những di tích gắn liền với ngày toàn quốc kháng chiến. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, cả nước đứng lên quyết bảo vệ Tổ quốc, quân và dân thủ đô Hà Nội đã biến phố phường thành trận địa, đình chùa thành căn cứ cách mạng. Sau đây là 9 di tích gắn liền với ngày toàn quốc kháng chiến. 1. Di tích lịch sử cầu Long Biên là một trong những chứng tích chứng kiến những năm tháng kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của cha ông. Chiều ngày 9 tháng 10 năm 1954, những tên lính Pháp cuối cùng rút hết sang phía đông cầu Long Biên để rời khỏi Hà Nội. 2. Tấm phù điêu trên phố Nguyễn Khắc Nhu, Ba Đình, Hà Nội, trước cổng nhà máy điện Yên Phụ gắn liền với sự kiện ngày 19 tháng 12 năm 1946. Vào lúc 20 giờ 3 phút, các công nhân của nhà máy đã phá máy, tắt điện làm hiệu lệnh mở đầu toàn quốc kháng chiến. 3. Tại khu vực Giáp Hồng Hà, trước là Olympia Theater, tại phố Đường Thành, ngày 20 đến ngày 22 tháng 12 năm 1946, các chiến sĩ tự vệ thành đã chiến đấu anh dũng, tiêu diệt nhiều giặc Pháp. 4. Ngày 14 tháng 1 năm 1947, tại Giáp Trung Vàng, trước đây được gọi là Giáp Tố Như, nằm ở ngã tư Hàng Bạc, tại hiện, các chiến sĩ cảm tử quân thủ đô đã làm lễ tuyên thệ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. 5. Bên trong đền Hai Bà Trưng, thuộc phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng có chùa Viên Minh, trước là nơi nhà sư Thích Đàm Thu nuôi dấu bảo vệ cán bộ, giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1946 đến 1954. 6. Vào ngày 21 tháng 12 năm 1946, trường Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm từng là nơi các chiến sĩ trung đội 1, đại đội 1, tiểu đoàn 77 cùng 2 tiểu đội tự vệ khu đại học đã kiên cường chiến đấu bảo vệ trụ sở Bộ Quốc phòng. 7. Ngày 14 tháng 2 năm 1947, các chiến sĩ thủ đô đã anh dũng chiến đấu giáp lá cà tiêu diệt giặc Pháp trong cuộc tấn công của chúng vào chợ Đồng Xuân, 100 tên địch đã bị giết và bị thương, 4 xe tăng bị phá hủy. 8. Ngôi nhà số 86 phố Hàng Bạc là trụ sở của Ban Chỉ huy Trung đoàn Thủ đô chỉ đạo chiến đấu ở Liên khu 1, Hà Nội trong thời gian đầu cuộc kháng chiến chống Pháp từ tháng 12 năm 1946 đến tháng 2 năm 1947. 9. Những con ngõ nhỏ khắp Hà Nội từng là giao thông hào nối liền với nhau, giúp các chiến sĩ di chuyển trong lòng thủ đô đánh giặc.